Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn một giải pháp về kiểm kê tài sản hiệu quả với Excel và máy quét mã vạch. Thì sau đây là chúng ta giới thiệu qua về cái máy quét mã vạch chúng tôi sử dụng để kiểm kê. Thì đầu tiên là chúng ta bật cái máy lên. Đó. Dưới đằng sau các bạn có thể nhìn thấy file Excel, đúng không? Thì với máy tính hoặc là điện thoại kết nối iOS, Android hoặc là với các máy tính laptop để sách tay thì chúng ta có thể kết nối Bluetooth với cái máy quét mã vạch của chúng tôi. Giữ trên tay máy quét mã vạch khoảng 10 giây. Hiện lên cái thông tin. Và sau đó thì chúng tôi vào cái phần kết nối Bluetooth. Và ép thêm cái thiết bị này vào. Thì bây giờ thiết bị đã được kết nối Bluetooth. Cái máy này rất là thông minh, đúng không? Sau khi được kết nối thì bây giờ chúng ta sẽ quét các loại mã vạch và dữ liệu sẽ được nhảy ra trực tiếp với Excel. Ví dụ ta quét các loại mã vạch. Các bạn có thể thấy vào chế độ thông thường và sau đó xuất mã vạch ra. Đó, các bạn có thể thấy. Thì với file Excel kiểm kê tài sản ấy thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy có hai sheet. Sheet tài sản cố định là chúng tôi lấy ví dụ như vậy và sheet bên cạnh là sheet kiểm kê. Thì chúng tôi vào cái sheet kiểm kê bên cạnh và có một cái cột là cột mã vạch. Cột mã tài sản nó sẽ được xuất ra từ mã vạch. Và ví dụ chúng ta đi kiểm kê bằng các cái loại mã vạch như thế này. Đấy, thì đây tôi ví dụ sẽ đi kiểm kê tài sản. Đó, thì dùng hàm VLOOKUP chúng ta có thể view được các cái giá trị của các cột bên cạnh. Thông tin hiển thị rất là đầy đủ, đúng không ạ? Thì với những cái tài sản đã được kiểm kê ấy, thì bên cột bên trái là cột tổng hợp, chúng ta có thể view được những cái tài sản mà đã có màu trắng hoặc là chúng ta có thể điều chỉnh những cái màu sắc khác nhau. Thì với cái hình thành như vậy thì cái việc kiểm kê nó sẽ đơn giản và dễ dàng hơn. Hiện nay là những tài sản chưa được kiểm kê nó sẽ còn màu xanh và những tài sản chưa được đã được kiểm kê nó sẽ hiện màu trắng. Chúng ta có thể dễ dàng sử dụng với máy quét mã vạch như vậy. Ngoài ra ấy, thì chúng tôi giới thiệu luôn thêm một cái phần nữa, đó là bộ nhớ của máy kiểm kê. Ở đây là vẫn là máy kiểm kê như thế này. Thì chúng ta sẽ chuyển sang chế độ bộ nhớ. Thì chuyển sang chế độ bộ nhớ bằng cách là quét mã vạch vào bộ nhớ. Đó, chuyển sang chế độ bộ nhớ. Thì sau khi chuyển sang chế độ bộ nhớ ấy, thì bây giờ chúng tôi sẽ đi kiểm kê. Kiểm kê bằng các thông tin 1 này, 2, 3, 4, 5. Đó, chúng ta tuyển kiểm kê 5 và chúng ta cho là 6 đi. Đấy, kiểm kê được 6 loại tài sản khác nhau, đúng không? Ví dụ như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xuất dữ liệu ra. Thì bằng công thức chúng tôi có thể xuất được ra. Ví dụ như là tổng hợp được xem là số lượng tài sản vừa quét là như thế nào, đúng không? Đó, số lượng tài sản vừa quét là 8. Vâng. Và xuất dữ liệu mã vạch ra. Đây là dữ liệu mã vạch vừa quét. Đó. Thì với cái nội dung trình bày như vậy thì tôi rất là mong muốn cung cấp giải pháp này cho các bạn để có thể là giúp cho cái việc kiểm kê tài sản, kiểm kê kho hay là các cái ứng dụng được tốt hơn. Thì mọi thông tin liên hệ về việc tư vấn giải pháp ở dưới video clip này, xin các bạn có thể gọi điện và có thể gửi email, tôi sẵn sàng hỗ trợ các bạn về vấn đề kiểm kê. Ngoài ra chúng tôi cũng cung cấp một số giải pháp khác, rất là mong có cơ hội để nói chuyện với các bạn. Chân thành cảm ơn.